Xin kính chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa rào và rông rải rác còn có khả năng lặp lại tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ trong một hai ngày tới. Có các điểm xảy ra mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi xảy ra mưa rất to, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Sang ngày 11 thì các hình thế gây mưa sẽ suy yếu, nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức từ 29 đến 32 độ, sau sẽ tăng chậm mỗi ngày 1 độ trong hai ngày tiếp theo. Các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ngày mai và ngày kia sẽ có mưa rông rải rác, có nơi xảy ra mưa vừa mưa to và rông. Cục bộ có nơi xảy ra mưa rất to, nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh cũng như lũ quét sạt lở đất và ngập úng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây cũng ở mức là từ 29 đến 32 độ, sau đó sẽ tăng chậm dần Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hai ngày tới ở phía bắc của khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung vào lúc chiều tối và tối. Sang ngày 11, mưa sẽ giảm về lượng. Phần phía nam khu vực chỉ có mưa vài nơi, ngày trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới ở mức là từ 33 đến 36 độ khu vực Đà Nẵng đến Ninh Thuận Bình Thuận, thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Tuy nhiên về chiều tối có khả năng xảy ra mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này dự báo ở mức là từ 33 đến 36 độ, có nơi còn cao hơn. Khu vực Tây Nguyên, trong thời kỳ từ ngày mùng 9 đến ngày 11, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa to, ngày trời nắng gián đoạn. Mức nhiệt độ cao nhất tại khu vực này ở mức là từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Nhìn chung, thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam nước ta chưa có quá nhiều biến động với sự chi phối thời tiết chính bởi gió Tây Nam nên mưa rông chủ yếu xuất hiện vào thời điểm cuối ngày. Về nhiệt độ, cao nhất ở mức là từ 31 đến 34 độ, có nơi sấp xỉ ngưỡng 35 độ.